ở cái tấm 68 của cái bài giảng về kinh Phật Thuyết A Di Đà. Có ba cái loại gọi tâm tâm bi, ái quang bi. Đây là nói về cái tâm tâm bi của cái người thường, là có cái tâm cái bi tâm ở trong đó, nhưng đều không nó bị eo hẹp lắm, tại vì chẳng hạn như không thể có cái tâm bi với những cái loài chủng tộc khác. Cái loài tâm bi thứ nhì á, là cái loài pháp duyên bi. Cái trường hợp này là trường hợp mà pháp duyên bi, có nghĩa là những cái người đã tu có trình độ rồi, ta có một cái huệ rồi, mở được cái huệ rất đặc biệt. Cái huệ này giúp cho họ nới rộng cái tâm từ bi ra hơn người thường. Thế là cái tâm từ bi họ nó rộng hơn ở chỗ là họ có hiểu cái từ bi dựa trên những cái duyên. Cái huệ là gì? Cái huệ đó là cái huệ mà cái người đã thấy được cái không. Thấy được cái không rồi. Ngày nay coi thử có ai thấy được cái không chưa? Cái vị chưa thấy được cái không đó, anh nó khó mà nói cái vị đó. Người này người ta thấy được cái không rồi, cái không này phải rất đặc biệt. Thấy được rồi một cái, người ta hiểu được, ta mở được cái huệ, ta thấy được, ta cái tâm từ bi ta rộng hơn nhiều, và có thể giúp chúng sanh, cái lòng từ bi mà giúp chúng sanh đó, mà không bị chấp trước vào cái sự giúp đỡ của chúng sanh. Người thường mình đó, nói cái khác, cái phân biệt ở người thường mình, khi mình giúp người khác, cái tâm từ bi của mình, mình giúp người ta, thì trong cái sự giúp đỡ đó, nó tạo sự chấp trước cho mình. Đối với những người A-la-hán, tứ quả, với là người Bích Chi Phật, họ không bị cái vấn đề đó. Cuối cùng ấy, là cái loại đại, cái tâm đại bi. Đây là trường hợp duy nhất mà có thể được gọi là đại bi thôi. Trước đó chưa có thể gọi là đại bi được. Cái chỗ này á, đại bi này gọi là đồng thể bi, có nghĩa là sao? Một khi cái này trình độ nó còn cao hơn cái trình độ hai cái duyên giác nữa, với người thanh văn nữa, cao hơn nhiều. Tới trình độ này á, là hiểu được cái huệ, có thể thấy được rằng á, mình với tất cả chúng sanh đồng một thể. Thành ra cái lòng đại bi này nó khởi lên đó, mới thiệt sự gọi là đại bi. Ai thắc mắc gì không? Cái câu hỏi là cái mà pháp duyên bi nghĩa là gì? Pháp duyên bi có nghĩa rằng là một khi người ta giúp, già như người ta giúp mình, người Bồ Tát, người A-la-hán giúp mình, ta nhìn mình, ta giúp mình, thì ta giúp mà ta tiếc, ta giúp mình, người ta giúp một cái người như mình á, và cha giúp tôi hả, người ta giúp tôi hả, người ta thấy tôi là thiệt sự là không, cái không, có cái không ở trong. Thành mà mặc dù khi người ta giúp tôi á, người ta không bị chấp vào cái sự kiện giúp tôi, người ta thấy tôi là không, thành giúp hư không, không có gì mà giúp hết đó, hiểu không? Tại khi cái huệ người ta thấy được mình tôi là không rồi, mặc dù cái thân này nó có cái thân này thì cái thể của tôi là không, họ thấy được cái không đó. Thành khi họ giúp tôi, họ nhìn vào cái chung quy là giúp vào cái không, cái thể cái không, nhưng mà giúp cái gì hết đó. Còn cái duyên ở chỗ nào? Cái duyên ở chỗ là tại vì cái thể là không, nhưng mà cái duyên là cái xác thịt này. Cái xác này thịt này là cái duyên tạm bợ thôi. Thành vì vậy họ không bị chấp trước vào cái chuyện đó, giúp đỡ mình. Chẳng hạn như mình như mình người thường, chẳng hạn như cái gì mà giúp người khác, thường thường thích nói khoe người khác, nói là ồ, ngày nay tôi làm chuyện thiện, tôi giúp được 10 người gì đó nghèo khổ, gửi tiền qua đạo hay thì giúp đỡ người nghèo, mình bị chấp vào cái đó. Mấy người duyên thanh văn, người ta không bị chấp vào cái đó. Thằng khi người ta thấy mình á, cái thể này á, thì tôi ngoài để thấy là cái này cái duyên là tạm bợ, là tạo cái thân thể này. Thì khi người ta giúp mình á, ta phải hiểu rằng ta chỉ tạm thời giúp cái thân thể tạm thời này thôi. Tăng vì và chấp vào cái đó.
Ông này ông hỏi, chẳng hạn như ông đi ra ngoài ngoài cái ngoài ngoài kia đó, ngoài cái hồ đó, rồi ông thấy một cái đám đám ngỗng nó bay qua, ông niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để giúp giúp cái đám ngỗng đó mà trồng phước để vãng sanh. Thì cái đó gọi là cái đó gọi là pháp duyên bi là không? Tôi nói không, nó không phải pháp duyên bi. Tại sao vậy? Không phải pháp duyên bi là tại vì cái đó chỉ là cái ái quang bi thôi. Tại vì mình thấy được con ngỗng, biết cái điều kiện, cái duyên của con ngỗng là rất là khổ sở, là súc sanh mà rất khổ. Thành mình có cái lòng từ bi, mình muốn giúp họ, giúp những cái tụi ngỗng đó thôi. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy được, chưa đủ khả năng thấy rằng những con ngỗng đó là không. Thành nó mới chỉ là ái quang bi thôi. Chỉ trường hợp nào khi mà thấy được cái không rồi, có thể thấy được cái không, thiệt sự cái không rồi. Cái pháp duyên bi là cái lòng, cái tâm bi của cái những người thanh văn, người tứ quả. Cái này cái duyên, cái pháp duyên bi này chỉ những người mà a la hán quả, tứ quả với người bích chi phật mới gọi là pháp duyên bi thôi. Rồi cái mà đồng thể bi là những người bồ tát mới thấy được cái này. Đồng thể nghĩa là gì? Ai biết đồng thể là gì? Giơ tay qua. Ai biết đồng thể là gì? Giơ tay qua. Đừng mắc cỡ. Cái pháp duyên bi nó khác cái đồng thể bi chỗ này này. Cái pháp duyên đó, họ thấy được mặc dù quý vị là không, họ là không, đều vẫn thấy được hai cái không nó khác nhau, không phải giống nhau. Hai cái thể nó khác nhau. Còn cái đồng thể bi này họ thấy rằng á, quý vị với họ cùng là một thể thôi, không khác gì hết. Không còn gọi là cộng sản, không còn tư bản nữa. Không có người đàn ông, người đàn bà nữa. Không còn người hoặc còn chó nữa. Tất cả đều cùng một thể. Họ thấy rằng á, tất cả chúng mình á, là toàn cùng một thể, hoàn toàn khác nhau vậy. Có tưởng tượng gì được không? Giữa cái người cá nhân của họ với một cái người chúng sanh khác không còn sự phân biệt nữa. Hơi khó tin hả? Còn nói tôi có thể tưởng tượng được nhưng tôi không thể làm được. Tôi nói còn lâu lắm, còn lâu lắm làm mới nổi. Bây giờ nếu như mà họ thấy rằng á, cái trường hợp thứ ba này họ thấy rằng á, tất cả đồng một thể rồi, tại sao gọi là đại bi? Giống nhau rồi, còn đại bi gì nữa? Có ai tỉnh? Tại nếu thấy tất cả vũ trụ là cùng một thể, có nghĩa là người Tàu còn giống người Việt Nam, người Việt Nam giống người da trắng, thì nó đồng thể mà, cùng một thể, cùng một thứ, cùng một loài ấy. Thì tại sao mà gọi là đại bi? Tôi hỏi cái gì cho rõ ràng, tôi suy nghĩ với coi. Nếu như tới cái trình độ có trí huệ nào rồi, thấy tất cả đồng một thể, chẳng như okay. Cái đồng thể thì cho cái ví dụ đồng thể, chẳng như cái đơn vị gia đình của mình, cái nhà của mình là một thể, đúng không? Về mình quay thường thường mặc dù mình cãi lộn với nhau một tí nhưng đều chung quy mình gọi là mình cùng một ở một nhà, chung một nhà, cùng một cái dòng máu, cùng một cái bàn ăn, cùng một cái bàn ăn cao, đúng không? Cái đó cái đồng thể trong cái đơn vị gia đình. Quý vị thấy được cái đồng thể đó chưa? Bây giờ tưởng tượng cái đơn vị thay vì gia đình á, mình qua tất cả mọi người khác cũng như mình á, đồng thể. Đâu là đồng thể bi? Mà nếu như vậy thì tại sao cần cái bi làm cái gì nữa? Qua cái việc hiểu cái giáo lý cái đại thừa đó là sao? Tôi thử cái gì thôi chứ đâu có gì rắc rối đâu. Tại sao vậy? Tại sao sư con? Câu hỏi rất là giản dị. Mình thấy đồng thể là một chuyện thôi nhé. Đó là cái thể thôi chứ còn cái tướng khác.
trong ngay trong chẳng hạn như trong cái đơn vị gia đình mình thì vị thấy mặc dù cùng một đơn vị nhưng đều mình có khác biệt giữa người vợ, người chồng, người con, người cha, người mẹ, nó khác nhau chứ, cái tướng nó khác, cái thể nó cùng một thể nhưng cái tướng nó khác nhau. Thành cái đại bi là bi với cái tướng chứ không phải là cái thể. Tại vì mình đại bi với cái tướng là vì mình thấy rằng chàng như ổng giận mình là ổng chỉ mình tạm thời cái tướng ổng giận thôi, thì mình đại bi cái tướng đó, chứ còn cái thể mình là giống nhau, mình cùng đơn vị với nhau, mình cãi lộn nhau thời gian xong mình trở lại hồi làm hòa với nhau, tại mình cùng một đơn vị mà, đâu có bỏ nhau được, đâu có hại nhau được. Ai thắc mắc gì không? Cái bà này bà nói là tôi hoàn toàn bị lạc đường rồi. Tôi nói không sao hết. Lúc mình nghe pháp đó, cái hiểu nó quan trọng. Lúc mà nghe pháp á, không cần phải hiểu. Khi bác nghe nhất là mấy bà cụ đó, nghe pháp đừng nói là tại tôi dốt, tôi già cả, tôi nghe tôi không hiểu gì hết á. Rồi mày thầy sao thầy dạy giảng hay quá, giảng hiểu được cái gì hết á. Giáo lý thầy quá cao siêu đi. Nó không có cái chuyện hiểu nó không quan trọng. Quan trọng khi mình nghe pháp đó, nghe giảng pháp đó, là mấy người trẻ người ta còn đòi cái hiểu, là ta muốn ta cần cái thỏa mãn cái tò mò, cái tính suy nghĩ người ta, tính suy đoán người ta. Điều khi mà tu càng ngày càng cao thấy rằng cái hiểu nó không cần phải qua cái óc suy nghĩ, óc phải tính toán, phải nói là tôi phải hiểu, tôi không hiểu. Cái óc đó mình cuối cùng mình không cần cái óc đó luôn nè. Óc là ngoài cái óc giả, óc hư, mình không cần. Cái lý trí của mình đó, là cái loại nó suy toán, nó đắn đo, nó tính toán. Còn cái mà khi trình độ quý vị càng ngày càng cao lên đó, mình nghe bỗng nhiên mình thấy được nó là mình, chứ không còn hiểu nữa. Thì hiện bây giờ khi mình nghe pháp á, cái quan trọng nhất nghe pháp á, mình đang trồng cái chủng tử thì sau này mình hiểu. Thành ra tôi nói thiệt, cái vị hiện bây giờ cái vị nghe pháp, cái vị muốn nghe muốn hiểu muốn này nọ thì cái đối vị quan trọng, cái điều cái quan trọng nhất đối tôi nói cái vị nghe là nghe pháp để trồng cái chủng tử, cái loại chủng tử đúng để sau này cái hệ mình mở ra, đó là quan trọng nhất. Hiện bây giờ đối với cái vị, cái sự hiểu biết cái vị đối với vị rất quan trọng. Sau này quý vị sẽ thấy cái đó không cần gì. Ai tin gì đâu? Ai tin không? Mấy người giơ tay, toàn mấy người đã bỏ cuộc rồi. Thầy nói không hiểu gì cái đó, mất công, không cần hiểu nữa. Nó cái hiểu biết đó, nó vẫn còn trong cái óc suy nghĩ của quý vị, cái hiểu biết đó, nó còn rất nông cạn. Cái đó không phải là cái huệ. Mình á, sau này mình học tu học cái này để sau này mặc dù bây giờ mình không hiểu hết không sao, không quan trọng, nhưng trong tương lai cái cơ hệ nó mở ra, bỗng nhiên mình không nói nó cũng hiểu nữa, không cần chữ cũng hiểu nữa, nhìn cái hiểu ngay. Nhiều ngày hôm qua có họp với mấy sư cô đó, tôi giảng mấy sư cô nghe cơ hệ là như vậy. Cơ hệ khi mình hiểu là không còn chữ, không còn nghĩa nữa. Bởi vậy bên thiền tông gọi là bất lập văn từ vậy đó. Thành trong cái truyền thống bên thiền tông, khi mà quý vị giác ngộ rồi, gặp người thiền trí thức mà nhận quý vị là giác ngộ được, ta đâu có nói là tôi chứng nhận quý vị là giác ngộ rồi, quý vị tôi cho quý vị thăng lo bây giờ, là tôi chứng nhận quý vị làm Bồ Tát được rồi đó. Thành ra khi cái trạng thái đó là cái trạng thái mà giữa hai người giác ngộ với nhau, ta nhìn nhau một cái ta biết thôi, chứ không thể nào ta diễn tả được, ta không thể nào, ta không cần phải chứng minh cho quý vị là quý vị đã đạt cái cảnh giới đó, để quý vị treo bằng trên bảng hoặc là đem ra mà quảng cáo trên TV để cho người ta biết, để mà ta tới ta sùng bái quý vị. Thì thật là khi mà tới cái cảnh giới đó, mấy người đó người ta muốn người khác biết. Tại sao nhỉ? Tại sao người ta muốn biết? Tại sao muốn biết người khác biết?
Ông nói thật là chú ý mình thì mình phiền 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 não, như tôi nói người ta hết phiền não rồi, họ hết phiền não rồi. Mà tại tại sao họ muốn khác người khác biết, tại tại sao vậy? Ông này cứ kẹt vào cái chỗ phiền não, tôi nói bây giờ vượt qua phiền não này, tại sao họ không muốn người khác biết, tại sao vậy? Ông nói là khi mà mình giác ngộ được rồi, mình có một cái đồ rất quý báu, thành ra mình không muốn người ta biết. Ngược lại như vậy, ngược lại hả? Không có gì bảo, không có quý báu gì hết, không có gì đó hết, không có gì để phải biết. À, tại sao không có tại không có gì muốn người ta biết, tại vì không có gì để mình nên biết hết. Nghe có hiểu? Khi mà tới đó rồi á, không có gì để mà đáng biết hết. Ông này ông nói cái tới đó nó quý quá, mình phải giấu, quý mình phải giấu gì? Thiệt ra lúc mà tới đó không còn gì nữa hết á, không còn gì phải giấu nữa hết á, không còn gì phải biết nữa hết. Tới đó rồi nó không, nó hoàn toàn nó chân không rồi á. Có gì đâu phải thấy, có gì đâu phải giấu, có gì đâu phải biết. Thành ra ông ước ông tặc lưỡi, ông than, ông nói trời ơi, thầy dụ tụi tôi tu cả cuộc đời rồi lúc mình giác ngộ nó không có gì hết á. Đại thất vọng. Cái tu nó thú lắm, tu nó thích thú nhiều lắm. Càng càng tu nó càng tiến bộ, nó càng thích thú. Cái lời về địa điểm, lợi điểm cái thầy này thầy thấy được á, nhưng đều không nói. Chàng như sư cô Hằng Lượng vậy đó, ngồi trong vài tuần rồi sư cô đổi. Nhưng được mình nói cho cô biết, là nói cô ngạo đi. Cả mấy tháng rồi tôi nói, tôi nhắc khéo sư cô Hằng Lượng đó là nếu mà mình bắt đầu mình phất cờ thì mình bành trướng cái hoạt động của mình đó. Thì tôi sẽ để mấy sư cô ra trước để mà lãnh đạo, thành sư cô phải gồng phải biết có công phu lên một tí. Mấy tháng là vẫn hiểu, hai tuần này mới đồ hiểu. Ở đây đều mấy tháng, tháng chưa? Hơn tháng nè. Biết mình nhập sơ thiền rồi chưa? Thấy khác gì không? Thấy khác không? Thấy khác không? Người thấy khác không? Cơ thể khỏe hơn không? Yếu hơn không? Thì tốt hơn nữa. Miễn phí mà, đâu có đòi mà thầy nói hết được. Thành ra tu nó có cái sự tiến bộ của tu, tự động mình tu, tự động nó tiến bộ. Không phải như ông ước vậy, người kỹ sư phải ngồi khi nào cũng đáng to, mỗi lần cuối tuần gặp thầy nó, chừng nào mới giác ngộ được, chừng nào mới giác ngộ được, còn tốn bao lâu nữa, còn tốn bao nhiêu tiền nữa. Giống như sư cô từ Việt Nam mới tới 5 tháng rồi, 5 tháng lâu quá sao mà tôi chưa giác ngộ đó, tôi còn ở bao lâu nữa, tôi mới học xong pháp của thầy. Khi mình tu mấy cái tâm như vậy, tâm mà đòi là tìm cầu đó, tòa đi gọi là đi tham cầu đó, mình cứ dậm chân chỗ hoài, mình ngồi đó, mình ngồi đó mình dậm rung đùi thôi chứ không. Cái đó là tôi bắt đầu tu, tôi có cái kẹt cái đó đó. Lúc đó tôi giống như Justin, tôi là tôi muốn giác ngộ thôi. Chứ còn mà nếu mà tôi không tu, không giác ngộ tôi làm cái gì, phải không Quang Ngân? Tôi phải lời mới tu chứ, đúng không? Tới trình độ mình chưa tới, cuối tuần sách mặt tới, ngồi cho mòn cái áo, mòn cái gối luôn á, chứ không cần biết tiến bộ không tiến bộ. Lúc đó mới tiến bộ được, mới thiệt sự là. Yeah. Tự thiên không phải là sáng
Còn nhiều lắm em. Còn xa lắm. Tứ thiền quá thấp. Từ tam thiền tứ thiền rất là khó. Từ mà tam thiền tăng lên tứ thiền rất là khó. Khó không thể tưởng tượng. Tại sao nó khó? Tại vì người tam thiền, tới tam thiền người ta ngạo dễ sợ. Người tam thiền nghĩ là cái gì mình cũng biết. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi, không cần giả, tôi biết rồi, không cần rồi, tôi biết hết rồi. Người đó họ kẹt, tại sao? Họ nghĩ không có gì mà cần phải cần biết thêm nữa. Họ tự chủ được rồi. Kể chị nghe. Cách đây 2 năm có người học trò. Cái ông này đặc biệt lắm. Ông gọi ông là đạo sĩ. Không có chuyện lăng nhăng nha. Ông này không có lăng nhăng. Ông đó ông ở trên San Mateo ở trên gần San Francisco. Rồi lúc trước cách đây 2 năm, lúc mà còn dạy mấy đần chỗ ngoài Lakewood ấy, thì cứ 2 tuần bay xuống lần. Ông học lớp thiền buổi sáng thứ bảy, bay xuống, bay từ San Mateo xuống đây để học thiền thôi. Học luyện thiền 2 giờ đồng hồ thôi, xong rồi đi về. Tôi biết có mọi người đây tới đây cuối tuần là phải lái xe tới đây tốn tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ, rất là xa, đúng không? Cực khổ dễ sợ. Cái ông này là cách đây 500 dặm ông bay xuống vô định, tới là thích tu vậy thôi. Thì ông đã bỏ tiền nó đi học mấy cái lớp huấn luyện mà đặc biệt bên đạo giáo. Huấn luyện cho cách luyện công thiền, bắt đầu tập công phu phải trả tốn tiền mà vẫn đi không đi tới đâu hết. Còn ông tới cái lớp mình học thiền đầy tham thiền đầy thiền của mình ấy, thì miễn phí mà nội trong ông tu luyện chúng tôi khoảng như 1 năm, sau 1 năm ông đạt được tam thiền. Ông này quy y với bên Tây Tạng. Rồi ông sau 1 năm ông xin thỉnh ngủ giới bên phía mình. Thì sau 1 năm tôi chứng nhận cho ông là ông đạt được tam thiền. 1 năm mà tam thiền rất là lẹ. Ông này ông giỏi. 1 năm mà được tam thiền không phải là dễ đâu, rất là giỏi. Nhất là ông này ông muốn tu nữa, cái nguyện vọng ông muốn tu để làm thầy thuốc. Trong cái nghề đó phải cần có định lực mới giúp người ta được. Thì sau khi muốn đạt được tam thiền một cái rồi là bây giờ ông rất là hứng thú, ông tự túc. Thì ông này ông nói hiện bây giờ ông có cái bằng rồi ông bắt đầu hành nghề rồi, thì ông có mấy cái bệnh nhân đó, là họ bị bệnh thần kinh, họ bị chán đời. Thì ông mới nói rằng là những cái người chán đời bệnh nhân tôi đó, là tôi chữa bằng cách nào, tôi nói với họ là quý vị thuốc nó nhầm hết rồi. Tôi có thể cho quý vị chích quý vị, châm cứu quý vị để quý vị khỏe hơn một tí, hoặc cho quý vị uống cái thuốc để kích thích quý vị một tí, quý vị có thể thấy thoải mái hơn một tí. Nhưng đều chung quy cái vấn đề quý vị là vấn đề tạm những vấn đề cái tinh thần nó bị lủng củng. Phải sửa những cái tà kiến trong đầu á mới bớt cái chuyện chán đời được, bệnh thần kinh được. Quý vị nghĩ sao? Đúng chứ không? Đúng không? Mấy tụi nó tới chán đời cô làm gì cho uống thuốc hả? Làm gì? Hả? Chứ cô chắc ở cái chùa không sợ, cũng sợ tốn tiền, thành nó không chịu cho tôi uống thuốc. Không cần thiết cho uống thuốc không? Nói nó có hết bệnh không? Nó có hết bệnh không? Tôi hỏi nó phải đỡ, tôi hỏi có hết bệnh không? Hết không? Bao năm, mấy năm rồi mà chưa hết? Khi mà người ta gửi cái ông đang nói, thầy thuốc cũng nói như vậy, tôi gửi lập tức, tôi gửi trả lời ngay lập tức. Tôi nói là tôi giảng nghĩa cho nghe nè. Đúng, ông đúng. Tôi nói tôi cho ông lời cảnh cáo, lời khuyên như vậy nè. Cái chuyện thần, mấy cái bệnh thần kinh này đó, là chuyện phức tạp lắm.
quý vị trong nghề, quý vị hành hành thuốc trong, quý vị chưa đủ sức để mà đối phó những cái chuyện này. Đừng có đối phó chuyện nó phiền phức dễ sợ, đừng có đụng tới nó, quý vị giúp được đâu. Tốt nhất á, giới thiệu cho những người như trong nghề chúng tôi nè, à, bên Tam Bảo mới có thể giúp được, còn quý vị giúp không nổi, nó thẳng rồi. Tôi khuyên, tại vì tụi nó cái chuyện tụi thần kinh, cái chuyện mấy tụi âm binh ở trong nó phiền lắm, nó không phải nó tới nó hành hung mình, mà còn hành hung người trong gia đình mình, hành hung người thân của mình, nó tới nó tấn công, thành cái chuyện có phiền lắm. Đừng chọc thôi, đừng có nói rõ ràng như vậy, mấy chuyện nó phiền phức lắm, đừng có đụng tụi nó, phiền rất là phiền, mà nó phiền toái cả nhà mình luôn, nhưng phải cái cả bản nhân mình tấn công rồi. Đi ông trả lời tôi sao? Ông nói tôi biết, chừng nào mà khi nhà bệnh nhân tôi mà nó chín rồi tôi sẽ đưa tới cho thầy. Giống như là ông có nghĩ rằng tôi muốn bệnh nhân của ông nha. Tôi là hy vọng ông giới thiệu cho mấy bên Vạn Vật Thành cái hệ thống mấy kia gần hơn ông hơn để họ giúp mấy người, chứ còn tôi dài tôi hứng lạnh mấy cái quả đó. 2 năm rồi kẹt ở Tam Thiền, mà bởi vì cái Tam Thiền nó tai hại, Tam Thiền lên Tứ Thiền khó dễ sợ, khó không thể tưởng, không dễ mà thoát đâu. Mấy người Tam Thiền ta kẹt nó cả đời luôn, cả đời luôn, thoát rồi. Bởi vì cái Tứ Thiền, Tam Thiền nó kẹt như vậy, mà tới Tứ Thiền là trầy vi chóc vậy, mà tới Tứ Thiền nó còn thấp như vậy, mà nói chuyện mà kiến hoặc với là tư hoặc nó còn quá xa, quá xa. Hỏi là cái chuyện mà tự chủ, tôi nói mình không có tự chủ cái vi tưởng đâu. Mình thiếu tự chủ dễ sợ. Hiện tại có một cái bài quý vị hơi yếu vía, nên tôi không dám nói mấy chuyện này nhiều, thà nói nhiều quý vị nghĩ là ông bị hoa, ông hù quý vị, thì quý vị sợ thế nào thôi. Cái gì phải sợ hết, tôi nói cũng vậy, không nói cũng vậy thôi, phải không bác? Cũng vậy thôi, nó có đổi gì đâu. Biết cũng vậy, không biết nó cũng vậy thôi. Quỷ với ma nó khác nhau chỗ nào? Quỷ với ma nó khác nhau chỗ nào? Ma thì gọi là thiên ma, nó ở trong cái tầng trời thứ 6 đó. Tụi nó dữ lắm, tụi nó. Tại sao cô này muốn biết? Cái tụi ma nó dữ hơn cái tụi quỷ nhiều. Mấy tụi quỷ là tụi nó thích làm bậy thôi. Nó tới nó thọc gậy bánh xe thôi. Cái khác biệt vậy, tụi ma chỗ nó khác quỷ chỗ là tụi ma nó gặp mình á, nó muốn hại mình, nó muốn giết mình. Còn tụi quỷ nó chỉ phá thôi. Quỷ nó tới nó phá tầm bậy, nó phá chơi thôi. Nó này nó chỉ còn cái tụi ma là tụi nó muốn nó lấy mạng mình, nó muốn hại mình. cần học pháp đại thừa, cần lo ha. Sao mà rồi cho nguy hiểm dữ vậy? Biết cũng vậy thôi, không biết cũng vậy, không khác gì hết rồi. Đừng có chấp vào cái biết, không có sợ gì hết. Em biết nó cũng chừng nó thôi, mà không biết cũng chừng nó thôi. Trước giờ sống nó quen rồi mà không biết thôi. Sống cuộc đời với họ, cuộc đời sống với họ rồi mà, đâu có gì lạ đâu. Bây giờ mới nghe nói tới thôi, bây giờ đâu mà lạ. Thì nghe cũng vậy, không nghe nó cũng vậy thôi. Mình tốt hơn nghe, an toàn hơn không? Thành ra mấy người kỹ sư ta hỏi nghe một cái ta suy nghĩ nó, nói giờ làm sao mà sao mình né họ, bây giờ mình ở trong định được không, có né được không? Nói ở định thôi, chứ lúc mà xuất định nó cũng vào, nó cũng tát mình như được. Định thôi chứ. Nhập định là phải xuất, nhập là phải xuất chứ, có vô phải có ra chứ, đâu có vô hoài mà không ra được. Thành ra chỉ nghe cho vui vậy thôi, chứ đừng có chấp vào cái chuyện nó nhầm nhé. Không sao đâu, đừng có sợ, cái bác đừng có sợ, đừng có sợ, về bây giờ sợ, đừng có sợ sệt. Tiếp tục sống vui vẻ đi, đừng có sợ gì hết. Nghe pháp xong rồi, nghe xong lỗ tai này, lỗ tai nó ra ngay, đừng có nhớ gì hết. Nghe là ra ngay lập tức, đừng nhớ gì hết. Tại sao như vậy?
Nhưng mà hơi phí thì giờ phải không? Không lợi hết. Mình chẳng mình tới cũng vậy thôi. Nha. Yeah. Ai cho rồi phước đâu mọi người, nó có phước nó vào được hết thức đi ra. Vì vì thường đó là tu từ được tự thiền là ta sống hả, là tu là an toàn đó. Đâu có tự thiền cái môn tự đó mà đủ phước mình vào tự thiền xong hết phước mình đi ra mình tu xuống lại rạng chị mình thêm phước vô lại hết phước đi ra đi vô ra đây đều chiều phước mấy chân thôi. Giống như cô muốn ăn ngon thì tự tìm ăn ngon thì tự ăn xong rồi hết tiền phải đi ra chứ ở đâu hoài được đâu, mấy chân thôi. Đó là sự thật, mình có đủ chân thôi, cái đủ phước thôi, đủ tiền mà mình tới ở khách sạn xa một thời gian thôi, tiền hết mà phải đi ra chứ ai cho mà ở hoài được, đúng không? Thiền nó cũng vậy thôi. Cái này không có sách nào nói chuyện này hết á. Bởi vậy mấy người mà cái tu tứ thiền thì tu ngon quá trời, tu quá giỏi. Tứ thiền nha. Vẫn kẹt cái nữa, vẫn tham ăn, vẫn tham ngủ, vẫn tham ráng chịu. Tham ăn, tham ngủ, tham tình dục. Ráng mới chịu. Ai thắc mắc gì nữa không? Hỏi đi. Đương nhiên cao hơn xa. Yes, có câu hỏi sau này. Có gia đình không? Dạ thưa có. Có mấy đứa con? Dạ thưa hai. Mấy tuổi? Dạ lớn rồi, hai mấy tuổi. Bây giờ ở với ông hay là ở riêng? Dạ ở riêng. Ở riêng, ở mình thôi. Dạ thưa ở với con cũng người chồng. Hai cũng tách ra rồi, giờ ở với con lo cho con thôi. Tôi có rảnh rỗi lắm, có đi làm không? Dạ thưa hai. Tôi khuyên như vậy nè, nếu mà muốn tu á, cái mà phương pháp mà tôi không biết người khác, mỗi người thầy có cái lòng tin nó khác nhau, kinh nghiệm nó khác nhau, để tôi có thể nói rằng á, cái cho biết cái tư tưởng tôi, tư tưởng tôi á, là tôi kiếm người thầy, xin ta học người thầy. Cho đến khi người thầy đuổi tôi ra, tôi không tôn mình. Tại sao tôi nói như vậy? Đó là tại vì nó xảy ra cho tôi. Tôi theo ngài tiến hóa, ngài tiến hóa dạy xong ngài đuổi ra. Tôi mới biết. Cái tiến bộ mà tốt nhất ở trong việc tu hành là được người thiền tri thức giúp. Còn nếu như mình tự tu nó dễ lạc dễ sợ, rất dễ lạc. Thành ra cái tu hành là cái quan trọng nhất là mình trồng cái phước điền để có đủ phước để được sự chỉ dẫn mà tu. Còn nếu không được sự chỉ dẫn, hồi nãy tôi nói cái chuyện mà cái người mà học mà tới tam thì học năm ta thì bây giờ ra một mình đó, không nhận gì chỉ dẫn người ta đó thì dậm chân một chỗ, dậm chân tại chỗ thôi, không đi tới đâu được. Thành
cái tu hành mà muốn tiến bộ và kiếm thầy, cái pháp môn nó không quan trọng, mình làm gì nó quan trọng, người thầy đó, người chỉ dẫn đường cho mình. Tại vì trong cái đại thừa, người thầy là người dọn đường cho mình tới để được tiến bộ. Đó là bổn phận người thầy trong đại thừa. Đôi khi người thầy mà nhận mình là học trò, người thầy sẽ dọn đường cho mình, mình không cần lo gì hết. Nghe tôi nói có hiểu không? Mình á, mình tự tu mình á, mình mò đường không ra, mình không thấy được. Tại mình trong tối mà, mình trong tối tối tăm, mình cứ nhìn qua nhìn lại hoài, không cách nào mình thấy đường nào đi hết. Mình cứ đi ra đi ngang đi dọc hoài mình không biết, đi lên quanh hoài mình rượt đuôi mà mình không biết nữa, mình chịu thôi. Thành ra trong cái đại thừa mà chánh tông tụi tôi á, là được người thầy để ta rọi cái đèn ra. Người thầy giống cái đèn vậy, ta rọi đèn cái cái đường ở phía đó, cái chỗ đó cái cửa, mình qua cái cửa mới thoát được. Không có cái đèn rọi đó mình thấy không được. Cái người thầy á, bổn phận người thầy á, là mở đường rọi đường cho mình thấy, để mình thoát được cái chấp trước của mình, thoát được cái vô minh của mình, thoát được những cái phiền toái của mình. Mình thì nó thấy được. Khi nào, trừ phi cái vị tu đến trình độ mà cái vị có thể tự chủ được, tự lo được á, thì có thể rời ông thầy. Còn trước khi đó không nên rời ông thầy. Ngoài là làm sao biết là lúc mình đi được, lúc thầy cũng đuổi mình ra đó. Nên mình đi được đấy. Theo nhận thấy bây giờ con thấy chùa nào cũng có một vị sư, mà chỉ một vị sư thôi. Nếu mà tại sao những vị sư đó không hợp tác trong một cái chùa để làm một cái chùa lớn, mà phải một vị một chùa, một vị một chùa, có hiểu về cái phần đó? Nghe không? Nghe có hiểu không? Là mặc dù á, tại vì mình là đồng thể mà, mặc dù mình cách nhau, cái chùa cách nhau 1 vạn dặm đi nữa cũng là một thể thôi, đâu có sao đâu. Nhưng mà thầy nói như vậy thì nếu người bình thường như tụi con, mình biết cái vị nào là cái người dẫn mình đi đúng được. Nói thẳng, còn nói quanh co, tu nói quanh co luôn. Một thầy, hai thầy, 10 thầy, mới thay 10 thầy, 100 thầy cũng cùng thể, đâu có sao đâu. Bây giờ muốn hỏi làm sao kiếm thiện tri thức, nhận người nào dạy được mình như vậy, được không? Ông đừng nói, ủa, hình như có cái ông Danny mà ông bây giờ ông gửi qua Pháp, Paris, ông ở 2 tháng rồi. Hình như ông hỏi cái đó cách đây mấy năm mà. Tôi ông hỏi mấy năm rồi vẫn chưa được trả lời nữa. Sao biết được? tôi đang bị lạc sao tôi biết được à. Người thầy lạc đường hả? Đệ tử nó rớt trước ông thầy. Theo con suy nghĩ thầy lạc cho con cũng là mấy Phật tử cũng lạc luôn. Kể cho vị nghe em cái chuyện này. Đề bà đặt bà cho bài này mượn kinh Hoa Nghiêm mà tôi bây giờ tôi đòi lại đọc Hoa Nghiêm mà vẫn nhớ cái này là tôi đuổi tôi. Làm sao người thầy mà lạc đường học trò không bị lạc? Tại sao học trò thường nó đi trước, thầy nó đi sau? Chuyện này thì có thật. Đề Bà Đạt Đa một đời đó là làm con khỉ, vua khỉ. Vua này làm vua có 500 con khỉ khác nhau. Sau này 500 con khỉ đó nó thành người, nó tu làm đệ tử ông Đề Bà Đạt Đa, rồi cũng phản ngài Thích Ca Mâu Ni. 500 con khỉ đó luôn, sau nó thành người cũng là đệ tử ông Đề Bà Đạt Đa luôn. Con vua khỉ này vua khỉ mà rất là nhân từ. Một ngày kia cái vua khỉ này đi ngang qua cái giếng, nhìn xuống cái giếng, thấy cái gì? Thấy mặt trăng rớt xuống cái giếng đó. Vua khỉ mới nói: ồ, chuyện này chuyện không tốt. Mặt trăng rớt xuống cái giếng là nó chết đuối sao? Cái vua khỉ này mới nói là: ồ, mặt trăng mà rớt xuống này phải leo xuống đó,
cứu mặt trăng lên cho mặt trăng chết đuối. Vua khỉ làm gì? Vua khỉ mới nói, cái này chuyện thật đó nha, không phải chuyện cưỡng chế. Hồi trưa tôi kể chuyện đó là chuyện tâm phào để quý vị chảy nước mắt chơi cho vui thôi, và thì ai chảy nước mắt thôi. Còn bây giờ chuyện thật nghe bác, không phải chuyện giả đâu nha, chuyện khỉ chuyện thật đó. Còn chuyện hồi trưa mấy chuyện mấy tường đó, chuyện giả đó, mà đừng hiểu lầm. Vua khỉ này giỏi quá, rất người rất là tốt. Thằng nói tôi phải cứu mặt trăng, nó mà leo lên cái mặt giếng. Ông mới sai mấy con khỉ tôi của ông ấy trèo xuống giếng để mà cứu mặt trăng lên. Ông để ông trèo lên, ông níu cái giếng. Cái đứa đệ tử của ông ấy mới leo xuống chụp cái đuôi ông ấy, giữ cái đuôi ông ấy. Rồi cái con khỉ khác tới nó chụp cái đuôi cái nó từ nó tuột. Chuyện gì xảy ra? Cái con khỉ này, vua khỉ nó to mà khỏe mạnh như sợ, đại lực sĩ mới làm vua được chứ. Đó. Cái 500 con khỉ mà của ông ấy, leo xuống hết rồi á, thì chuyện gì xảy ra? Ông đuối chứ, ông mỏi tay quá. Chuyện gì xảy ra? Cả 501 con khỉ đó, khỉ tôi với khỉ vua nó rớt xuống giếng, chết đuối hết. Vua khỉ là cái đứa chết đuối sau cùng hết. Nếu mà theo mà thầy trật về vậy đó, thờ Chúa thật là vậy đó, quả ngầm. Lúc mà ông Tiên Hóa còn sống, lo cả đông mà tu. Bây giờ ông bỏ đi rồi, kiếm người khác như mình kể cái trình độ ngài Tiên Hóa không phải là dễ đâu. Bây giờ ráng mới chịu. Bây giờ gặp mà khỉ vua mà thờ vua trật một cái là rớt dưới giếng cái vua. Ráng mà chịu. Bà nói bà thích cái chuyện hồi trưa hơn, còn hơn cái chuyện vua khỉ bà không thích. Làm sao nhận được thiền trí thức bây giờ? Tôi đâu có biết đâu, tôi bị đuổi mà. Đuổi sớm quá, sao mà nhận được? Tôi bây giờ biết hết. Nhưng để nó đọc sách ngài Tiên Hóa thì có thể viết ngài nói sao? Không có tham. Danh với lợi. Ông này cũng ác lắm. Thế nào đệ tử ông này là ông theo Tiên Hóa 20 năm rồi, ông ác lắm. Ông nói là ông Tiên Hóa, ngài Tiên Hóa, ngài truyền một cái pháp bằng thử ông thầy cách nào. Ông đem hai cái tô, một tô đồ ăn rất là ngon, tô đồ ăn rất là dở, coi thử ông người kia ăn cái nào, chọn cái nào. Tôi mới nói cái này là hạ sách. Tám này khi mình gặp thầy mà thử như vậy mất mặt thầy chết. Tôi không khuyên cái biển nên làm mấy chuyện đó nghe chưa. Tôi không đồng ý. Thầy ông ngài Tiên Hóa ngài dữ vậy sợ. Bởi vậy ông tuổi tôi ông đọc cái này đâu á, tôi đọc sách nữa. Tôi thắc mắc tại những sách Tiên Hóa tôi đọc hết rồi đó, đọc không phải một lần mà đọc nhiều lần, sách nào tôi đọc nhiều lần lắm mà tôi không đọc cái phần này á. Bây giờ mình mới biết. Mình mới lo nha. Bây giờ tôi bắt đầu lo. Từ rày về sau thầy không bao giờ ăn ở chùa hết. Biết ông nói sao? Ông nói là ngài Tiên Hóa ngài trả lời luôn. Ngài nói lúc mà ăn người thầy mà chọn hai cái tô ăn như vậy thì ăn đều luôn, một nửa cái đồ ăn ngon, một nửa đồ ăn dở, sẽ chọn như vậy. Tôi cũng đồng ý như vậy. Tôi ăn đồ ăn ngon trước. Mình đâu có muốn phí đồ ăn ngon đâu, phải không? Đó, quý Phật tử mà đã bỏ sức ra mà nấu một cái đồ ăn ngon như vậy, mà không lẽ mình nỡ nào mà phụ phàng cái lòng đó được. Đưa đồ ăn, cúng đồ ăn cho mấy thầy mấy cô, thầy mấy cô tham đồ ăn nào ra chịu. Nếu quý vị được giao đồ ăn tôi, trừ ra cheesecake thôi, cái gì khác tôi cũng sợ hết. Nói trước rồi, thành ra đừng đưa cheesecake. Làm sao biết thiền trí thức bây giờ? Nhận ra không được. Tôi nói cái gì hỏi nó, cái gì nhận ra không được. Cái gì đang tối mà sao cái gì thấy đến sáng được? Không cách nào mình thấy được cái sự thật là vậy đó, mình thấy không được. Làm sao bây giờ? Không thấy được. Mình đang tối mà, óc mình đang tối tăm, sao mình thấy được?
Hả? Làm sao bây giờ? Hả? Ừ? Có phước. Có phước mình chia phát mình tới. Chuyện thứ nhất á, có hai chuyện chị quý vị phải làm. Hỏi cái này khó, tại vì tôi không phải thiền trí thức, sao tôi biết được là tôi chỉ tưởng tượng thôi. Khi tôi nói tôi đang suy nghĩ, cách suy nghĩ tôi là quý vị cẩn thận nhé. Ông thầy nó đang còn suy nghĩ, mình nên tin ổng quá. Hai chuyện quý vị phải cần làm. Thứ nhất á, là phải trồng phước với đại thừa. Phải trồng phước. Đừng lo tu, khoan tu với này. Tu là trật đường. Trồng phước cái này. Trồng phước nghĩa là sao? Mình có duyên mà trồng phước, mình trồng phước thôi, đừng có suy nghĩ. Thành cái thói quen thôi. Trồng thôi. Đừng có suy nghĩ nữa. Đừng ngồi đắng nói chết. Tôi trồng cả lâu quá. Mọi chuyện thấy khó quá. Sao mà khó dữ vậy? Quý vị có thể thấy được, nhận được chỗ nào là có pháp đại thừa, tới đó mà trồng pháp đại thừa. Ai thắc mắc gì không về cái phần trồng phước này? Tôi nói rõ nhưng phải trồng phước với đại thừa, chứ không phải trồng phước đó nha. Trồng phước là tôi không khuyên trồng phước, tôi trồng phước đại với đại thừa. Thưa thầy, giải nghĩa rõ hơn cho tôi có nghe được. Rõ hơn là sao? Cái sự trồng phước đại thừa là... Đại thừa chỗ nào? Chỗ nào là đại thừa? Cái xứ này đại thừa nó ở đâu? Bây giờ quý vị muốn biết phải không? Muốn ông này ông suối nghe nói suối dại là bị trồng đại thừa thì chỗ nào là có đại thừa? Vào Mật Thành. Cái hệ thống Vào Mật Thành đó là đại thừa. Không phải đại thừa không mà chính tông đại thừa nữa. Tôi nhắc cái gì rằng á là khoan tu cái đó, khoan nghĩ chuyện tu đó, mình lo cái chuyện trồng phước cái đó, cái đó quan trọng nhất. Có nghĩa là nếu mình có cơ hội á, mình tới cái chùa mình giúp được cái gì đó mình giúp, mình cúng được cái gì đó mình cúng, cái tâm mình là như vậy thôi. Mình hướng về mình muốn có cơ hội để mình cúng dường cho đại thừa thôi, đó cái tâm của mình. Lúc mình tới một cái chùa đại thừa cái tâm mình nó khác nha. Tôi tâm mình nó nhẹ này, bị phiền não ít, phiền não hơn, tâm mình nó thoải mái hơn, có thể chú tâm dễ hơn. Có những cái chùa mình tới á, mà nó vào một cái tâm mình nó như là nó náo loạn, nó láo loạn ở trong đó. Tới mấy chùa đúng thì nó cái tâm mình nó lắng xuống. Để phải nói cái gì biết phải chú trọng chuyện này á. Tôi nói rõ ràng á, đại thừa nhưng phải tiểu thừa nữa chứ. Khi vì tới cái chùa tiểu thừa, tâm cũng lắng xuống, cũng thoải mái, cũng nhẹ nhàng. Nhưng điều đó là tiểu thừa, chứ không phải đại thừa. Nó khác nhau nhiều lắm. Mấy chỗ đó đối với tôi nó nguy hiểm lắm. Tại sao như vậy? Hẹp quá. Tâm còn hẹp. Đừng thích mấy cái chỗ đó. Eo hẹp quá. Còn thấy lời còn thấy hại. Thấy lời thấy hại cho mình không? Tâm quá eo hẹp. Cái bên nguyên thủy á, họ kẹt vào cái thế là họ phải tu để lợi cho họ. Này quá đi. Nói gì cái gì á mà lợi cho họ thì họ hấp thụ được. Cái gì mà không lợi cho họ là mất hết. Quá hẹp đi. Khó dạy vậy sao? Nói cho quý vị biết, tôi tu 3 năm tôi mới thoát được cái tâm. Giống như ông Ước mới nói đó. Trời ơi, tôi cực khổ, tôi bỏ cuộc đời, tôi lái xe tới chùa, rồi nhà tôi sung sướng, tới chùa đây ăn không đủ, rồi phải bắt lại, rồi chân lao đau chân, rồi lưng đau, rồi cực khổ thế mà. Hả? Có lời gì đâu mà tới. Đó, cái tâm tiểu thừa đó. Ai cũng vậy hết, mình bắt đầu ai tu cũng vậy. Tu mới có lời mới tu đúng không? Phải không Quả Ngân? Mình tu mình tiến bộ, mình sung sướng mình mới tu chứ. Tới đó rồi á, phải xả nó ra.
cái phiền á, theo người thiền trí thức mà tới tiểu thừa ta tới đó thôi á, ta chỉ dạy được quý vị tới để lên lời cho quý vị thôi, không lại được là không lại được hơn, không dạy được quý vị hơn cái đó, thành tới đó kẹt cũng đúng với nhau. Vô khỉ đó, đối với tôi là vô khỉ đó. Mấy người nguyên thủy đó, trước tôi cũng như vậy đó. Lời gì cho tôi? Có lời gì không? Không lời thôi, không chơi. Lời gì người khác? Không thể. Tai hại dễ sợ. Cái tâm mà tu như vậy á, tôi tác ngay trên đầu, tôi ký đầu mình rất lúc đầu, tôi không được. Nên cái đó, đường đó sẽ vào bế tắc. Bởi vậy tôi cần người thiền trí thức như vậy. Người thiền trí thức á, ta sửa soạn đường cho mình, khi mình tới đó mình không bị kẹt. Thì có pháp đại thừa mới giúp cái vị thoát được cái đó thôi. Anh thắc mắc gì không? À, vẫn còn thắc mắc, yes. Thưa thầy, khi mà học cái lời chỉ dạy của như thầy như vậy, là cái thời gian mình học nó có thể có, nó có thể có biểu, hay là cái chương trình học như thế nào, thì có thể nói cái đại khái cái chương trình như thế nào? Chưa tới đó. Mình phải trồng phước cái đã, mình lập công cái đã. Mình lập được nhiều công đức chừng nào, mình sẽ học được nhiều pháp chừng nào. Ai thắc mắc gì không? Đó lần đầu, đó là lập công đức. Khoan để nói xong phần thứ nhì đó. Phần thứ nhì cũng quan trọng lắm, là mình đi kiếm thiền trí thức. Tâm mình cũng đi kiếm người thầy. Tâm mình ao ước được gặp người thầy. Mình chỉ làm được chuyện đó thôi. Còn nếu mà nói mà người thầy này giỏi, người thầy kia không giỏi, thì quý vị không đủ khả năng để mà thấy cái đó. Đó, tại như hồi nãy tôi nói đấy, cái người mà giác ngộ đó, nhìn người ta đó, đâu có gì đó đâu mà thấy. Không thấy được cái gì hết đó, không cách nào mình thấy được hết đó. Mình chỉ ao ước được gặp người thầy thôi, mình chỉ làm được chuyện đó thôi. Thì chuyện xảy ra, cái chuyện khi mình có như vậy rồi, xong khi mình như đủ phước này, mà vừa đủ phước này, mà trồng phước này, phước đầy á, cái phước đầy đầu á, rồi cái tâm mà đi kiếm thầy này, thì chuyện gì xảy ra? Người thầy ấy, nhìn mình á, cái này dạy được. Hoặc là ta nhìn mình, ông nói là, cái người nào có khả năng, hoặc ta nói, thôi, người khác đi. Thiệt ra, trả lời, bây giờ tôi trả lời thẳng luôn. Người thầy chọn mình, nhưng mình chọn thầy cũng được. Mình cách nào mình thấy người thầy được hết, người thầy phải chọn mình. Khi một cái thầy mà nhận mình rồi á, thì mình ở với ông á, chuyện nào cũng đuổi mình mới đi. Mình làm được chuyện đó thôi. Thắc mắc gì không? Ông nói là cái cá nhân ông, kinh nghiệm ông là ông bao giờ có tâm đâu có kiếm thầy đâu. Bỗng nhiên ông gặp cái người đồng bạn đồng chùa, người ta nói cũng muốn nghe nói ông đọc cái kinh Địa Tạng này mười mấy lần rồi, ông cũng muốn nghe, ông hiểu gì không? Nó không hiểu, muốn nghe nó giảng, có người giảng, thì ông mới tới đây nghe người giảng rồi xong rồi ông tới đây ông gặp như vậy. Thì tôi nói thiệt ra ông trồng cái phước đó rồi, ông mới có phước ông mới tới đó được. Cho hỏi ông thì rồi cái nước Mỹ này chỗ nào giảng kinh Địa Tạng, ai biết chỗ nào giảng kinh Địa Tạng ở nước Mỹ nữa không? Chỗ nào? Đâu có đâu. Thưa thầy, như thầy nói mình làm phước tại những nơi như là đại thừa tam bảo. Mà nếu như mình làm phước những chỗ khác thì sao? Cái phước đó có giống như vậy không, hay là phải tới cái dạng mặt thành mới là đúng cái phước mà mình chọn? Mấy chỗ khác thì nếu mình nhận ra thì có thể đúng chỗ, vì có thể chỗ đúng có thể chỗ sai mình không biết được, ráng mà chịu thôi. Thực thật là
Ngoài ra cái hệ thống mà mấy cái chùa đại thừa xứ Mỹ này rất là ít, phần lớn mấy chùa khác không phải. Quý vị phải tha thứ cho tôi nha, tôi nhiều khi hỏi là tôi trả lời hơi nhiều khi nó thẳng quá đi, thành ra đụng chạm người ta. Cái tâm tôi là không phải muốn chỉ trích người khác, tâm tôi là muốn trả lời cho quý vị, là quý vị muốn biết làm sao kiếm được người thầy thì tôi nói cái phương pháp như vậy. Nếu mình không biết á, còn giống như mua đồ giả vậy đó, mình cái bây giờ nó làm đồ giả tinh vi quá, nó giống như đồ thật vậy đó, không cách nào biết cả đó. Tôi mua cái máy mà cái máy này nè, mua một cái hãng đàng hoàng nha, trả giá đàng hoàng đó, mà một cái máy thành là đúng, một cái máy nào là đồ giả bên tàu nó đem qua, ngay cái hãng mấy cái người bán nó không biết nữa, thành ra mình mua chắc ăn, thành mình chắc mình tới thẳng cái hãng mình mua luôn, đừng qua người trung gian nữa. Thì tôi nói cái tương tự như vậy đó, nếu mình không biết chắc á, mình tới mấy cái chùa mà chẳng như chùa tôi mình biết ngày Tiên Hóa, chùa ngày Tiên Hóa, chùa đàng hoàng, mình tới đó mình trồng chắc chắn là chắc ăn. Còn nếu như tới mấy chỗ khác mà trồng phước điền thì mình có phước chứ, mình cũng có phước, nhưng đều đó không phải là cái phước mà sau này mình cần cái sự phước với đại thừa thì chưa chắc xài mấy cái phước được, chưa chắc xài được, mình chắc được. Thành mình phải biết mình phải tự chọn đấy. Tôi đâu dám nói hơn được nữa, mình phải chọn đấy. Yeah. Như vậy là nếu mà thấy cái sự lựa chọn đó, tuy là nghĩa mình biết cái nơi đó mình có thể đi làm phước thì tốt, nhưng mà cái cuộc sống, cái đường xa như vậy đó, đối với người cái tâm muốn nhưng mà cũng không có làm được nhiều đâu này, thì con nghĩ nếu mà cái tâm mình hướng về cái tâm tốt, con nghĩ chắc cũng không có. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái tâm mình nó hạn chế bởi cái khả năng của mình. Cái tâm mình chưa đủ sức, cái vị chưa đủ sức để mà chống đối được cái hoàn cảnh xung quanh mình. Chưa đủ sức nó còn yếu lắm. Thành ra không nên tự tin như vậy. Mình khi mình chưa chắc á, mình kiếm chỗ chắc ăn, mình tới trước. Thân hương là dòng thân rồi, phải tới cái chùa thân đó để mà tu thì nó an toàn. Ai thắc mắc gì nữa không? Trả lời cô cũng nói là tóm tắt lại, cái quan trọng vẫn là trồng phước. Tôi khuyên quý vị nên trồng phước với đại thừa. Tôi gặp nhiều người tới chùa, ta trồng làm công quả chùa nhiều lắm. Nhưng đến lúc mà tu họ khó khăn dễ sợ, tại vì họ tu không được cái sự tiến bộ, tại vì không có phước với đại thừa đó, thành ra khi mà được truyền pháp đại thừa tu không được. Tôi ngay trong cái ngày Tiên Hóa, cái đời ngày Tiên Hóa, đời hàng ngày Tiên Hóa đó, hình đề của tôi đó, tôi gặp nhiều người thầy á, sư huynh tôi đó, họ hàng đó, họ được truyền pháp đó để họ không tu. Hỏi tại sao không tu, đủ lý do mà không tu hết, không có đủ phước mà tu, chỉ được phước để mà truyền thôi, chứ còn được chưa đủ phước để mà tu. Nhìn người nó biết ngay à, những người đó chuyên thay vì họ tu cái pháp ngày Tiên Hóa truyền xuống, họ đi tu gì đâu à. Hoặc là họ tu pháp đạo giáo, tại đạo giáo có mấy cái pháp tu hay lắm, hoặc là họ đi ra học cái bằng khác, hoặc là họ ra họ mở cái chùa khác. Tôi mà thiệt sự mà trong có phước với bên ngài Tiên Hóa, tôi ở trong chùa hệ thống, tôi ra ngoài làm cái gì. Những cái người mà còn trong hệ thống ngài Tiên Hóa là chỗ rất là thuận tiện cho họ tu hành. Đều có một nhóm người đó, nói cho rõ, nhóm người đó họ ở bàn Bình Thanh đó, họ tu là cái pháp họ tu khác. Có một nhóm người phải rời ra để tu cái pháp khác. Cái ngày Tiên Hóa là ngày tổ sư,
đâu có phải là cái pháp ngài phải hạn chế vào cái chùa của hàng ngày thôi, thì cái pháp nó còn eo hẹp quá. Nói cho rõ, tại vì nói cho rõ, tại tôi nói xong mà nói cho một cách công bằng, tại vì cái ngài tiến hóa là ngài tổ sư của đại thừa, có nghĩa cái pháp ngài ngài truyền ra, ngài tạo cái nhân duyên để đệ tử của ngài tu trong cái sự được cái sự bảo vệ, trong sự an toàn của pháp đại thừa đó, thì có cái môi trường rất thuận tiện để mà tu. Nhưng ngược lại, nếu như cái pháp đại thừa muốn tu pháp đại thừa phải cần có sự bảo vệ an toàn đó, thì pháp đại thừa đó nó pháp không phải là pháp đại thừa tất cả. Pháp đại thừa phải có cái pháp mà tu mà không cần cái sự bảo vệ đó chứ, nếu gọi là đại thừa nhé. Thành ngài có một cái nhóm đệ tử của ngài, tôi biết ngài có một cái nhóm đệ tử của ngài đang tu âm thầm tu ngoài hệ thống, không có liên lạc với hệ thống đà và một thành ấy, ta đang tu thì người ta cái pháp tu người ta pháp khác, vừa xuất gia vừa tài gia đều có, đó là đại thừa. Thế đó là chuyện của mình, nó luôn là tôi chỉ chừng đó thôi. Trồng phước kiếm thầy, chừng nào mình đủ phước người thầy sẽ nhận, tới đây ta dạy cho. Khi mà người ta biểu tới học mà không tới học đó lỗi mình chứ không phải lỗi người ta. Mình không chịu tới là tại vì mình đủ pháp đại thừa, đừng trách người thầy, mình không đủ phước. Kêu tới ngoắc tới nè, tới là ta dạy cho. Tới ta dạy ta cho điều kiện mới dạy. Ê, mình không tỉnh tới không được, tu không cần, tu ngon. Ai thắc mắc gì nữa không? Đừng lại đây nha.